Xin chào các bạn nha, thì hôm nay Phúc sẽ đưa các bạn đi ăn món đặc sản của Hà Nội. Đó là món bún đậu mắm tôm và món bún chả Hà Nội ở quán Hàng Tre tại đường Hùng Vương, thành phố Mỹ Tho. Đây là không gian trước quán nha các bạn. Đây là không gian trong quán nè. Đó thì không gian rất là rộng nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đi thẳng vào bếp. Để mình hỏi một số thông tin nha các bạn nha. Đây là khu vực bếp nè. Ở đây có một chị đang... Ở đây là chị đang làm món gì vậy chị? À, cái này là nước bún chả đúng không? À, bên này là nước bún chả. Ở bên này là cô này là đang... Cái này là cô đang chiên đậu ha. Bên kia là con thấy có... Cái bên này là cái gì cô viên tròn tròn? À, chả ram. Rồi, đây cô chiên đậu ha. Ở đây là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ vậy chị? À, 9 giờ sáng cho tới 9 giờ 30 tối. Địa chỉ ở đây là mình là bao nhiêu vậy chị hả? À, 400. Rồi 478A gần cầu Hùng Dương. Tức là nói chung là mình cứ qua cầu Hùng Dương, quán nằm tay phải. Ok, cái đó địa điểm dễ nhớ. Đây là chị đang làm món này là món bún chả đúng không? Rồi, ok. Ở đây á, là chị bán những món gì vậy chị? À, bún đậu mắm tôm, bún chả Hà Nội. Ngoài ra còn món nào? À, mì cay. À, bún mì chả ram. À, ôi có luôn. Dạ. Ở đây á, thì hình như cái món bún chả Hà Nội như ở Mỹ Tho này như chỉ có quán chị bán đúng không? Đây. Ở đây là cô đang chuẩn bị phần ăn gì vậy cô? À, đây là hai phần bún chả Hà Nội cho khách. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô với chị nha. Rồi, chúc cho quán mua may mắn đắt. À, hi hi. Okay. Chào các bạn nha, thì hôm nay Phúc sẽ giới thiệu cho các bạn một cái quán bún đậu mắm tôm tại thành phố Mỹ Tho. Quán bún đậu tên là bún đậu Hàng Tre. Thì ngoài cái món bún đậu các bạn thì ở đây còn có một cái món gọi là bún chả Hà Nội. Bún chả Hà Nội thì như các bạn biết cũng là một cái đặc sản của Hà Nội. Thì ở tại Mỹ Tho thì theo Phúc biết thì chỉ có ở đây á, là quán có cái món bún chả Hà Nội thôi. Nếu các bạn đã từng một lần đi Hà Nội thì đây là một trong những món các bạn phải thử. Đó. Thì ngoài ra thì cái món mà mình muốn giới thiệu ở đây các bạn là bún đậu mắm tôm. Một mâm bún đậu mắm tôm này là bún đậu mắm tôm full topping này các bạn. Đó, full top, ở đây họ dùng là full top. Một phần như vậy là 70.000. Một phần như vậy mình nghĩ là nếu mà các bạn ăn hai món như vậy á, thì một phần như vậy các bạn có thể ăn được hai người ha. Thì mình giới thiệu sơ qua cái mâm nha các bạn nha. Thứ nhất là cái mâm này mình cũng sẽ có bún lá nè. Đó, như mọi khi là thường sẽ có bún lá. Đó, các bạn thấy không? Là bún lá. Rồi ở bên này là mình sẽ có cái phần này gọi là phèo chiên. Bên này là mình có cái phần này là chả cốm này các bạn. Ở đây chả cốm á, là Phúc để ý là hồi nãy Phúc có vào trong bếp á, thì là họ sẽ xắt. Họ xắt xong rồi bắt đầu là họ chiên, cho nên là nó sẽ giòn bốn góc luôn này các bạn. Nhìn rất là ngon luôn. Hôm lắm lát ăn, xin lỗi Phúc bóc tay nha các bạn. Nhưng cái phần một hồi Phúc sẽ ăn vào trong bụng. Rồi một phần nữa không thể thiếu đó là đậu. Ở đây đậu là mình chiên giòn. Nên các bạn thấy không? Đậu ở đây là họ sử dụng đậu hũ non chiên chứ không phải là dùng đậu hũ chiên để chiên lại. Là mình có thêm khoảng 4 viên dồi sụn này các bạn. Rồi bên này mình có giò, đó, 4 miếng giò. Đây các bạn thấy không? Đây là giò bó ra ngoài chứ không phải là thịt ba rọi nha. Ở bên này thì mình có chả giò. Đó, thì chính giữa là mình sẽ có rau nè, dưa leo với là đặc biệt đó các bạn. Mình ăn ở Mỹ Tho rồi á. Thì ở đây có cái món là gọi là đu đủ. Đó. Thì cái món đu đủ này thường những cái quán mà ở ngoài Hà Nội các bạn khi mà ăn chung là họ sẽ có kèm theo. Đó. Bây giờ mình sẽ giới thiệu tới các bạn một cái món thứ hai. Món thứ hai ở đây á, là món bún chả Hà Nội. Thường thì trong bún chả Hà Nội các bạn là cái nước sốt của nó sẽ gọi là nó sẽ hơi ngọt, nhưng mà thôi để một hồi mình sẽ giới thiệu lúc mà mình ăn nha các bạn nha. Thì ở trong này nó sẽ có chả này các bạn thấy không, chả nướng đó. Trong một tô như thế này á, khi mà các bạn ăn món bún chả Hà Nội á, thì cái trong tô đặc trưng của nó cũng sẽ có thêm một thứ, đó là đu đủ. Các bạn thấy không, đu đủ nè, nó sẽ chua chua ngon lắm. Thì bây giờ mình sẽ ăn từng món nha các bạn. Thì trên tay mình đây là một cái chén mắm tôm các bạn. Thì cái chén mắm tôm này là đã được bỏ dầu ăn chín vô để cho nó chín cái mắm tôm lên, để cho mình khi mà mình ăn nó sẽ vệ sinh hơn đó. Giờ cái công đoạn đầu tiên là mình sẽ cho thứ nhất á, là đường. Như mọi khi là mình sẽ cho đường nha các bạn nha. Mình sẽ cho đường để mình khuấy lên, tại vì á, trong cái mắm tôm á, là nó sẽ hơi mặn chút xíu. Mình sẽ cho đường để cho nó dịu lại đó. Đầu tiên là mình sẽ cho đường nha. Rồi. Bên cạnh đó là do mình thích ớt cho nên mình sẽ cho thêm một ớt nữa nè. Rồi, một miếng ớt thôi. Rồi xong. Bây giờ là các bạn sẽ cho tắc vô. Mình thích ăn cái này là chua của tắc. Đó. Mình sẽ khuấy lên một lần nữa nè các bạn. Ôi ngon quá. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha các bạn. Đầu tiên là mình sẽ ăn cái món giá trị nhất trong này nè, đó các bạn, ở đây là phèo. Thường thì những cái quán bún lòng mắm tôm các bạn là mình sẽ có món phèo chiên, các bạn thấy không? Ôi phèo ngon lắm. Phèo ở đây nó không có bị hôi, nó giòn. Ăn món tiếp theo đây là chả cơm. Chả cơm thường là họ sẽ xắt ra xong rồi bắt đầu là họ mới chiên được các bạn. Này cũng giòn luôn. Mình cho thêm một ít đường. Hồi nãy mình cho ít đường quá. Mình cho nó ngọt hơn chút xíu. Rồi. Mình sẽ ăn tiếp một cái món mà gọi là thường không thể thiếu trong những cái mâm bún đậu, đó là đậu. Đậu ở đây các bạn thì mình thấy là họ chiên giòn lắm. Đậu hũ ở đây họ sử dụng đậu hũ non các bạn ơi, khi mà các bạn cắn ở bên trong nó thơm, nó mềm ngon. Ở đây là mình có giò sụn nè. Đây là một trong những món mà mình rất là thích khi mà mình ăn bún đậu. Rất là xin lỗi cameraman luôn, nhưng mà cameraman phải đợi mình ăn xong đó, thì cameraman mới được ăn. Ôi, giò sụn ngon lắm luôn. Rồi thùng á các bạn, trong nó có gân, như là gân đúng không? Mình sẽ ăn tiếp một loại thịt giò. Ở đây thịt giò luôn nha các bạn nha. Ngon lắm. Cái vị da ở đây mình chỉ thấy là thịt với da thôi, mỡ rất là ít luôn. Mình thích lắm, mình thích ăn những cái loại mà thịt mà ít mỡ. Cái gu của mình là mình không thích ăn mỡ. Ngon lắm. Các bạn có thể ăn kèm với lại cái đu đủ này các bạn. Đu đủ này ngon lắm. Rồi, đây mình thấy còn thêm một loại chả nữa các bạn. Đây giống như chả ram vậy đó. Mình ăn luôn. Ngon. Cái vỏ rất là giòn. Đây đó là nước này là nước mơ. Mình cũng sẽ thử luôn nha các bạn nha. À, ở trong có cái trái nè. Ở trong nó có cái trái. Ngon. Cái đây này thì nó sẽ hơi chua chua hơn xíu, ngon. Này thì ít chua hơn. Đó, thì đây là một trong hai loại nước các bạn có thể lựa nha. Bây giờ mình sẽ thử món tiếp theo. Món tiếp theo ở đây là món bún chả Hà Nội. Đây, ở trong này có chả nướng nè các bạn. Đó, có chả nướng nè. Đây có chả nướng. Mình không thấy có thịt nướng. Đó, nhưng mà đây có chả nướng, mình thấy rất là ngon. Cái món này mình sẽ ăn với bún nha các bạn. Rồi. Cái phần nãy bún đậu đó, các bạn mình ăn đó, phần đó là phần full topping rất là nhiều thứ, là 70.000 mình có thể ăn được tới 2 người. Nếu mà các bạn gọi một cái phần đặc biệt á, thì giá chỉ có khoảng là 50.000 thôi. Thì ở đây á các bạn, cái phần mà hồi nãy mình vừa gọi là phần full topping á, thì giá là khoảng 70.000. Thì nó bao gồm là bún đậu, thịt, chả cơm, chả ram, dồi sụn, phèo rán, có phèo rán nha. Còn nếu mà các bạn gọi phần đặc biệt á, thì nó sẽ không có phèo rán, giá là 55.000. gọi phần full topping như vậy thì các bạn có thể gọi bún đậu là chỉ có 20.000 nè, bún đậu chả cớm hay bún đậu thịt là 35.000, hay phần đầy đủ là 45.000. Nó chỉ bao gồm bốn thứ là bún đậu thịt với chả cớm. Bây giờ mình sẽ ăn món bún chả Hà Nội nha các bạn. Món bún chả đầu tiên mình sẽ cho bún nè, rồi mình sẽ cho một miếng chả nướng vô. Một phần không thể thiếu đó là đu đủ. Đu đủ này mình thường là đu đủ ngâm chua các bạn. Thì cái nước lèo ở đây nè các bạn, nước lèo này là nó sẽ chua chua ngọt ngọt nhưng mà nó thơm lắm. Các bạn đi ăn ngoài Hà Nội các bạn sẽ ăn món này thì cái nước lèo này thường người ta sẽ ăn chung với lại là cái bánh cuốn á, bánh cuốn Hà Nội thì người ta cũng sẽ ăn với lại nước lèo này luôn. Mình chen nước lèo vô, mình ăn thử nha các bạn nha. Đây là chả nướng nè. Chả đây thịt rất là nhiều, hầu như là thịt không à, mà sẽ nướng qua cho bạn thấy không, ngon lắm. Mình sẽ thử cái nước lèo này nha. Nước này lèo ở đây rất là dễ ăn, bởi vì nước lèo ở đây là nó hơi ngọt ngọt, nó không có bị chua, ngon lắm. Các bạn ăn chung với bún nè, với rau á, ngon xuất sắc luôn. Một cái phần bún chả như vậy đó các bạn, giá là 48.000. Mình thấy giá như vậy là ok. Nó có 4 viên thịt, 4 viên chả nướng luôn các bạn. Thì nếu các bạn thích video thì các bạn nhớ like và nhấn nút share cho mình nha, và đăng ký kênh giúp mình nha, để mình sẽ ra được nhiều video về các món ăn ngon ở Mỹ Tho nha các bạn.